tụi con là tuổi trẻ, là tương lai của đất nước, là rường cột của quê hương. 5 chiếc bánh. Với 5 hương vị độc đáo. Dán chủ nhà, ra dập nồi cơm điện. Ông nói thì giỏi lắm. Ông tìm ra căn nhà tiện nghi mà giá rẻ như vậy coi. Xuống dưới mà coi kìa. Ông khóa cửa phòng tắm lại. Làm sao tôi tắm được nữa. Thiệt hả? Thấy là trong căn phòng đó có một cô gái bị giết mà hung thủ chỉ có thể là em luôn trong tình trạng ôi gan vàng quặn đau ý và một ước mơ cháy bỏng. Chúng ta sẽ được tập hát, tập nhảy cùng với nhau. Oh yeah. Ngộ chồng. Về câu gót là về câu gót. Em trao chút gót, trao chút gót. Em đang hot là em đang hot. Yeah. Này, trao gót em đang hot nè. Tiệm bánh hoàng tử bé.